Bây giờ mời một vị lên thọ tam quy. Giới được không? Xin lỗi, họ tam quy ngũ giới nha, thỉnh tỳ kheo Pháp Sanh truyền giới ạ. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin phép đọc nghi thức thọ tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma yang phan te vi sum vi sum rak ka na ta ya ti sa ra ne sa ban cha si la ni ra cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới Nam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đủ ti dâm bi ma yang phan te vi sum vi sum rạch ca nam ta ya ti sa ra ne na sa ban cha si la ni ra cha ma. Bạch nói chư đại đức, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dâm bi ma yang phan te quy sâm rạch ca nam ta ya ti sa ra ne na sa ban cha si la ni ra cha ma. Bạch hóa chư đại đức, chúng con thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con xin cung thỉnh sư Pháp Thanh ạ. Thầy xin thay mặt chư tăng truyền phần tam quy ngũ giới. Chẳng biết là quý vị có nghe tín hiệu có rõ không ạ? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ dạ dạ, cảm ơn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyammi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyammi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Ta ti dâm bi bút đăng sa ra năng ga cha mi, ta ti dâm bi tham mang sa ra năng ga cha mi, ta ti dâm bi sang khăn sa ra năng ga cha mi, ti sa ra hằng ba ri bồn năng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyammi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyammi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyammi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyammi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
bà na ti va ta vê ra ma ni si ca ba đăng sa ma ni ya mi con xin vân giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh adina dana vê ra ma ni si ca ba đăng sa ma ni ya mi con xin vân giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp ca me su mi cha cha ra vê ra ma ni si ca ba đăng sa ma ni ya mi con xin vân giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm múc sa hoa đa vê ra ma ni si ca ba đăng sa ma ni ya mi con xin vân giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối xuất ra me ra yak mắt chấp ba ma đa tha na vê ra ma ni sa ba đăng sa ma ni ya mi con xin vân giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say ý ma ni bánh cha sĩ ca bát đa ni sa phu căng ca toa áp ba đê na nít cha ca lăng samma rắc khí tắp băng kêu Phật tử sau khi các họ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi cái đáng dân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui suga tình danh tiết silena cô gá sầm ba la silena ni bố tình danh tiết tasma si lăng quý sô tá dê các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang có đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cây chư Phật tử phải đang thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. Anatita ta vệ ra mani sikha bai đăng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh adirana dana vệ ra mani sikha ba đăng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp kamesu micha cha ra vệ ra mani sikha ba đăng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm musawada vera mani sika ba đăng ma ma si di ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối suramera ya mat chap ba ma ratana vera mani sika ba đăng sama di ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say và xin vâng cũng con xin con vâng lời của Phật dạy con xin đọc sám hối Phật pháp tăng Uttamang gena vande ang baya bam sum qua uttamang bunte yo kali to do so bunto kama tu tang mang uttamang gena vande ang taman cha du vi tang qua rang damme yo kali to do so Dhammo kama tu tang ma mang Uttamang gena vande ang Sankhan cha du vi tot ta mang Sankhe yo kali tu so Sankho kama tu tang ma mang Dạ, sa tu lành thay. Dạ con kính mời đại đức đăng đàn giảng pháp cho chúng con ạ. Dạ con xin xuống đít ạ. Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Gia giá. Và tiếp theo hôm nay chúng ta học trong cái phần chương 3, ba pháp phẩm thứ bảy, phẩm lớn và câu số 62. Thì câu 62 này cũng nó cũng hơi dài thì chúng ta hôm nay sẽ học 4 đoạn và ngày mai thì sẽ học tiếp những cái đoạn sau. Bây giờ sư xin đọc cái phần chánh kinh rồi thì sẽ giải thích từng phần. Có ba sợ hãi này các tỷ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được người phàm phu không học hỏi nói đến. Thế
Thế nào là ba? Có một thời này các tỳ kheo, một quả tai lớn khởi lên. Khi quả tai lớn này khởi lên, này các tỳ kheo, các làng bị thiêu, các thị trấn bị thiêu, các thành phố bị thiêu. Khi các làng bị thiêu, các thị trấn bị thiêu, các thành phố bị thiêu, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ nhất, này các tỳ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học hỏi nói đến. Hai, lại nữa, này các tỳ kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. Khi mưa lớn khởi lên, này các tỳ kheo, lục lớn sanh khởi. Do có lục lớn sanh khởi nên các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi. Khi các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ hai, này các tỳ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học hỏi nói đến. Ba, lại nữa, này các tỳ kheo, có một thời có sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên, và dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên, này các tỳ kheo, khi dân chúng leo lên xe chạy trốn, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ ba, này các tỳ kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học hỏi nói đến. Thì qua cái đoạn này đó, thì quý vị thấy rằng trong cái phần chánh kinh, Đức Phật đưa ra ba cái kiếp nạn. Một là kiếp nạn về lửa, tức là quả tai. Kiếp nạn là về lục lội, những cơn lũ lớn. Rồi cái kiếp nạn thứ ba là về giặc cướp. Thì chúng ta cũng thấy trong đời sống, nó đôi lúc nó cũng có xảy ra. Kiểu gì thấy rằng có những lúc là cái tai họa nó xảy đến, có những cái chiến tranh hay gì đó thì nhà cháy. Nó không phải chỉ tàn phá một ngôi làng, mà có khi là cả một cái vùng rộng lớn, cả một cái quốc độ. Tai họa giặc nó đến đâu thì nó đốt nhà đốt cửa, phá tan hết. Cho nên là có những gia đình để trốn những cái nạn đó, cho nên là gia đình bị ly tán, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Rồi có những khi mà bão tố nó tạo những cái trận mưa dữ dội, rất là lớn, trở thành những cái cơn lũ, nó cuốn trôi tất cả làng mạc, cuốn trôi tất cả tài sản. Rồi gia đình ly tán, coi như mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Rồi cái nạn cướp, cướp hay là giặc giả, có những lúc nạn chiến tranh, giặc giả nó xảy đến, hai bên đánh nhau, quân xâm lược nó đánh, rồi ở bên này thì quân đội của đất nước bên này thì chống trả lại với giặc xâm lấn đất nước, hay là giặc cướp. Cho nên người dân á, phải gánh chịu, phải tìm mọi cách để mà lánh khỏi các cái chiến sự nó đang xảy ra. Cho nên trong khi mà hỗn loạn như vậy đó, thì có khi vì lo cho bản thân, hốt hoảng, sợ hãi trước cái chết, cho nên là mẹ không có tìm được con. Rồi con á, vì nó cũng bị lôi cuốn trong cái dòng người mà chạy loạn, cho nên là không tìm được mẹ. Thì ba cái nỗi sợ hãi này nó có xuất hiện ở đời.
thì do cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, do cái duyên nghiệp thời kỳ chúng sanh phải chịu đựng những cái kiếp nạn này. Thì trong cái thời kỳ mà sư vừa lớn lên, tức là cái khoảng năm 65, 66 cho tới 75, thì lúc đó thì mình chứng kiến những cái chiến tranh tàn phá, rồi chết chóc, rồi có những cái đoàn người rất là tội, họ chạy loạn, rồi mẹ con không có tìm gặp được với nhau. Nhưng mà hồi đó thì có những cái trại mồ côi, họ nhận nuôi những cái đứa trẻ mà lạc cha mẹ, mất gia đình trong chiến tranh. Rồi có những cái hội từ thiện, họ họ nuôi những cái đứa trẻ này. Thì có khi đó, có khi sau này cha mẹ cũng có thể tìm được, nhưng mà có những người là hoàn toàn mất mất cha mẹ vĩnh viễn, không còn gặp lại nữa. Cho nên tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, rồi cũng có khi, nhất là ở cái vùng miền Trung, mỗi năm thường hay xảy ra những cái cơn bão, sau cơn bão đó thì các cái trận lụt nó xảy ra. Mưa bão làm cho mưa lớn, mưa lớn thì bắt đầu các cái làng mạc nó bị ngập lụt, nước nó dâng lên tới khỏi nóc nhà, nó cuốn trôi tất cả nhà cửa tài sản. Thì lúc đó đó, người dân mạnh ai nấy nấy tìm con đường thoát thân, cho nên là gia đình bị ly tán, mẹ không tìm được con không tìm được mẹ. Cho nên trong đời sống thì chúng ta có những cái tai nạn nó làm cho thân nhân gia đình ly tán, mẹ con không còn gặp được nhau. Bốn, có ba sợ hãi này các tỳ kheo, có khi chia rẽ mẹ con, có khi không chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học hỏi nói đến. Thế nào là ba? Có thời này các tỳ kheo, một quả tài lớn khởi lên, khi quả tài lớn khởi lên chia rẽ mẹ con, khi các làng bị thiêu, các thị trấn bị thiêu, các thành phố bị thiêu, trong khi ấy có trường hợp mẹ có thể tìm được con có thể tìm được mẹ. Này các tỳ kheo, đây là sự sợ hãi thứ nhất, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học hỏi nói đến. Lại nữa, này các tỳ kheo, một thời có mưa lớn khởi lên, do có thủy tài lớn sanh khởi nên các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi. Khi các thành phố bị cuốn trôi, trong khi ấy có thời có trường hợp mẹ có thể tìm được con có thể tìm được mẹ. Này các tỳ kheo, đây là sợ hãi thứ hai, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói. Lại nữa, này các tỳ kheo, một thời có sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên và dân chúng theo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi vì giặc cướp rừng nổi lên, này các tỳ kheo, khi dân chúng leo lên xe chạy trốn, trong khi ấy có thời có trường hợp mẹ có thể tìm được con có thể tìm được mẹ. Này các tỳ kheo, đây là sợ hãi thứ ba, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ không học hỏi nói đến. Có ba sự sợ hãi này, này các tỳ kheo, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi
không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phạm phu không học hỏi nói đến. Thì cái đoạn thứ tư này thì đang cái nói về cái trường hợp do cái nạn lửa cháy, nước lũ do giặc cướp, nhưng mà có khi thì tìm mẹ tìm được con tìm được mẹ, cho nên là tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Nhưng mà có trường hợp thì coi như là cha mẹ con không thể tìm gặp nhau, nhưng mà có trường hợp thì có thể mẹ con cũng có thể tìm gặp nhau. Thì đây là ba cái kiếp nạn. Rồi quý vị sống trong gia đình, trong xã hội cũng có nhiều gia đình vì cái sự sân hận thì cái kiếp nạn về quả tai ấy, nó giống như cái sự sân hận giữa giữa cha mẹ và con cái. Có những điều mà do tâm sân hận nóng giận, không biết là cái trường hợp là như bà mẹ hay là người cha có làm cái điều gì đó cho người con cảm thấy bực bội sân hận lên, rồi cái người này đó coi như là bỏ gia đình đi do cái sự oán hận cha mẹ mình mà họ từ bỏ gia đình, và từ sau đó là họ không bao giờ họ gặp lại cha mẹ mình nữa. Thì quý vị thấy rằng cái tâm sân nó cũng là một cái thứ lửa. Nhưng mà đối với cha mẹ có khi con cái làm những cái điều sái quấy, cha mẹ có thể tha thứ. Nhưng mà có những người con do cái duyên nghiệp, do cái quan trái từ thời quá khứ, có nhiều khi cha mẹ vì muốn tốt đẹp cho người con có khi lớn tiếng, hay là hoặc cái có khi là roi giọt, rồi làm cho cái người con này oán hận, mà từ đó mà coi như là từ bỏ gia đình, từ bỏ cha mẹ, cho đến khi mà có những người họ oán hận, họ nuôi cái tâm sân hận quá mạnh đi, cho đến khi mà nghe tin mà cha mẹ qua đời, họ cũng nhất định cũng không không có đến. Rồi cái trường hợp là có những người vì cha mẹ không có thỏa mãn những cái ham muốn, ví dụ như có trường hợp là cha mẹ không có chia gia tài đồng đều hay sao đó, hoặc là trường hợp là khi mà lớn lên những cái người con muốn tạo lập gia đình, những người này đó thì thương người thanh niên đó, hoặc là người thanh niên này thương người cái người thiếu nữ đó, nhưng mà vì á có rồi lúc những cái thời kỳ trước là nói về cái môn đăng hộ đối giữa hai gia đình, tức là nó không có xứng, hay là hoặc là gia đình bên đàn trai, gia đình bên đàn gái, hai bên sự không có thông cảm, không có ăn quan thủy với nhau, cho nên là bên gia đình đàn trai thì cấm, hoặc là bên gia đình đàn gái thì cấm, không cho hai người này tiến tới hôn nhân. Cho nên những người con gì không có thỏa mãn cái tham muốn, cái tham ái, cho nên những người con này cũng có thể là bỏ trốn theo người tình của mình, rồi từ bỏ cha mẹ, từ bỏ gia đình, mà vì cái tâm luyến ái nó quá mạnh đi, thì những người này đó có khi là đi mà cha mẹ
qua đời cũng nhất định cũng cũng không trở về, không về liếng thăm viếng cha mẹ. Rồi cái trường hợp là về vấn đề anh em, do anh em bất hòa nhau, rồi cãi giả, quan trái, cho nên là những người này vì bất hòa với anh em mà cũng giận hờn rồi bỏ cha bỏ mẹ, từ bỏ cha mẹ. Có những người là vì một sự sân hận, vì không hài lòng với anh em gia đình mà cũng từ bỏ. Rồi có trường hợp thì có những người đó, sau một thời gian suy nghĩ thì họ có thể họ trở về, xin xin sám hối cha mẹ. Nhưng mà có người vì cái tâm sân hận, vì cái tâm oán hận quá mạnh, cho nên là có những người họ từ bỏ. Thành ra đó, cái đó là những cái nỗi sợ hãi ở trong cái đời sống. Rồi có những cái trường hợp, những trường hợp này xảy ra do nghèo khổ, rồi vay mượn, rồi bắt đầu bị chủ nợ người ta, đòi, rồi không có cái khả năng trả nợ, do đó mà phải phải từ bỏ quê hương, từ bỏ cha mẹ để đi trốn nợ. Thì những cái trường hợp này cũng rất nhiều, do làm ăn thất bại, rồi do không có xài, không có cân nhắc cái giữa cái thu nhập và cái tiêu pha trong gia đình, hoặc là có những người vì vì nghiện ngập bài bạc mà lún sâu vào cái nợ nần. Rồi chính vì những cái chủ nợ họ họ làm dữ, cho nên những cái người này đó cũng từ bỏ, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ gia đình, bỏ quê hương để mà trốn nợ. Rồi có những người thì sau khi mà thời gian làm ăn khá giả, có điều kiện rồi đó, thì có thể trở về thanh toán những cái nợ nần cho chủ cũ, rồi thăm viếng cha mẹ. Nhưng mà có những người đó vì không biết phục thiện, rồi không có làm ăn, cho nên là những cái người này đó, tha hương đi mãi mãi không có trở về. Cho nên ở trong đời sống đó, thì chúng ta thấy rất nhiều trường hợp nó xảy ra. Hay là quý vị thường ngày xem ở trên báo tranh đài cũng thấy có nhiều cái đất nước xảy ra chiến tranh, rồi những cái đoàn người đó họ phải phải từ bỏ quê hương, bỏ gia đình, ở giống như ở châu Phi, rồi ở Syria, hay là hoặc là mới đây là những cái đất nước như là Venezuela rồi đó. Do cái cuộc sống nó quá khổ sở, cái nguồn sống nó không có, cho nên có những người phải từ bỏ quê hương, từ bỏ gia đình để đi kiếm cái phương tiện để mà sinh sống. Rồi có những người đó sau khi từ bỏ quê hương đi tha hương kiếm sống một thời gian, thì có những người đó thì họ có điều kiện, họ còn có thể trở lại gặp lại cha mẹ, trở lại quê hương, gặp thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà có những người đó họ ra đi mà không có ngày trở trở lại, thành ra rất là nhiều cái trường hợp. Cho nên trong đời sống chúng ta may mắn sống gần gũi với cha mẹ, sống trên cái đất nước quê hương mình,
Rồi chúng ta sống với thân bằng quyến thuộc là một cái điều kiện hết sức là tốt đẹp. Cho nên khi mà ta có điều kiện thì chúng ta phải cố gắng tạo trữ những cái công đức phước báo. Chúng ta biết cung kính, hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ, rồi chúng ta biết giúp đỡ thân bằng quyến thuộc. Trong đời sống mình phải giữ gìn về cái đạo đức, gìn giữ cái về cái giới, rồi biết tôn trọng cung kính các cái bậc trưởng thượng. Chứ nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không biết phụng dưỡng cha mẹ, không hiếu thảo, không hiếu thuận, rồi chúng ta ngỗ nghịch, thì chúng ta sẽ tạo những cái nhân xấu. Thì trong cái một bài kinh đó, có cái trường hợp cái ông gọi là Khô Sa Cá, ông này á, cái kiếp quá khứ ổng là một cái ngôi làng của ổng á, xảy ra thiên tai, nắng nồi quá rồi cái hạn cây cối rồi bị chết hết, cho nên là dân làng phải phải bỏ làng để đi. Thì hai vợ chồng mới dắt díu nhau đi. Thì lúc đó là bà vợ mới sanh đứa con còn nhỏ, mới mấy tháng tuổi thôi. Mà đi đường thì lớp đói, lớp khát, mà người vợ thì mới sanh con, cho nên cái người vợ mới yếu, không có ẵm mà săn sóc con được. Thì người vợ mới đưa đứa con cho ông chồng. Nhưng mà ông này á, là ổng cũng không có cái tình thương đối với đứa con, cho nên mỗi lần mà người vợ mà đưa ổng ẵm đứa con á, thì đi đoạn đường là ổng giục đứa bé. Rồi một hồi người vợ nhìn lại thấy ông chồng mình không có ẵm con, cho nên người vợ vì cái lòng lòng tình thương của bà mẹ, cho nên cái người vợ mới quay trở lại, chạy lại ẵm ẵm con lên. Thì ẵm con lên rồi đi một đoạn nữa thì bà vợ bà ẵm mới mệt, nó chịu không nổi, đưa cho ông chồng. Mà ông chồng cứ đưa ẵm ẵm chút là ổng liền liền đứa bé đó. Mà 7 lần như vậy đó, rồi cuối cùng gì á, là nắng nôi đói khát quá thì cái không có sữa để cho cái đứa bé nó bú, thành ra đứa bé bị mất. Thì sau khi mà đứa con chết thì bà mẹ rất là thương tiếc, khóc lóc rồi mới chôn đứa con. Còn ông chồng thì vẫn dửng dưng, rồi đi đến một cái ngôi làng, đi mấy ngày đường như vậy thì đi đến cái ngôi làng đó, ghé vô một cái nhà của ông bá hộ giàu có. Rồi cái mấy người này mới xin cơm được ăn. Thì ông bá hộ thì ông giàu có, cho nên là gia đình thì ăn hết rồi, nhưng mà có những cái phần dành cho những con vật ổng nuôi trong nhà, cho nên là mới lấy cái phần ăn của mấy con chó đem cho hai vợ chồng người này ăn. Thì anh chồng vừa ăn vừa suy nghĩ, anh nói chứ mình làm cái người nghèo á, cái đời sống mình nó khổ cực còn thua cái con chó của nhà giàu nữa. Thì anh vừa ăn mình vừa suy nghĩ vậy, rồi ăn hết cái phần của anh. Rồi bà vợ vì đi mấy ngày đường mệt, rồi phần thương thương đứa con, không may mà nó sanh ra đời, rồi nó bị nhầm cái thiên tai, nắng hạn,
À, cho nên là đói khát vậy rồi nó qua đời. Bà mẹ mới khóc lóc, rồi bà mẹ không có ăn cái phần cơm của mình, cho nên là ông chồng biểu bà vợ ăn mấy lần mà bà vợ không ăn, rồi anh ta ăn luôn cái phần của bà vợ. Thì anh ta vừa ăn dễ, nhưng mà vì mấy ngày đói đói khát mà bây giờ ăn quá no, cho nên là anh ta bị bội thực, anh ta chết. À, khi mà anh ta chết thì anh ta nghĩ là làm cái con chó của nhà giàu á nó còn sướng hơn là cái người nghèo, cho nên là anh ta bị đầu thai vô tái lại làm con chó ở trong nhà ông bá hộ. Rồi cái ông bá hộ này đó thì ông cũng là cái người có cái biết cái bố thí, biết tạo phước, cho nên là mỗi năm đến cái mùa mà an cư 3 tháng mùa mưa đó, thì có những cái vị Phật độc giác đó đi đến những cái ngôi làng để tìm cái trú xứ an cư 3 tháng mùa mưa. Thì ông bá hộ này ổng mới cất một cái rồi thỉnh ngày Phật độc giác an cư 3 tháng mùa mưa ông hộ độ. Thì cái con chó này là nhờ nó là cái con người người còn có trí hiểu biết, cho nên là khi mà thấy ông bá hộ mà mỗi ngày dâng cúng hộ độ vật to vị Phật độc giác, thì con chó này nó biết, cho nên là mỗi ngày khi mà gần đến giờ mà ông đến lúc mà ông bá hộ mà chuẩn bị sắp sửa vật dân vật thực để bát cho Phật độc giác, thì con chó này nó hoan hỷ lắm, nó mừng, nó chạy trước, nó chạy đến cái cốc của vị Phật độc giác, nó sủa lên để báo hiệu là ông bá hộ vật thực đến đến cúng dường. Thì nhờ cái phước mà tùy hỷ hoan hỷ với cái phước báo của bá hộ, sau đó là hết cái kiếp đó anh tái sanh lại để làm người. Nhưng mà vì cái nghiệp á, vì cái nghiệp mà bỏ con, cho nên là anh ta sanh ra 7 lần trong cái gia đình đó mà bà mẹ là cái người làm cái nghề mãi dâm, cho nên là bà mẹ phải vừa sanh ra là bà mẹ phải đem bỏ. Rồi cái ông bá hộ á, thì lúc đó ông chưa có con thì ông thấy vậy ông lượm đem về ông nuôi, nhưng mà khi mà bà vợ ông sanh đứa con rồi đó thì ổng mới sợ là cái đứa này sau này sẽ chiếm gia tài của ông, cho nên là ổng đem ổng liền, mà ổng liền đứa bé này là tìm cách để giết đứa bé này 7 lần như vậy, nhưng mà nó cũng không không có chết. Thành ra trong đời sống có những lúc do cái duyên nghiệp nghiệp quả mà chúng sanh phải nhận lấy cái đời sống hiện tại này, có những chúng sanh vì không có hiếu kính với cha mẹ, hay là hoặc là không có phụng dưỡng cha mẹ, hoặc là đối xử không có tốt đẹp với thân bằng quyến thuộc, hay là không có làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ, phải chịu gánh lấy những cái tai ương trong cái đời hiện tại. Cho nên là chúng ta trong đời sống thì chúng ta phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, chúng ta phải làm tròn trách nhiệm làm con, phải phụng dưỡng cha mẹ. Rồi nếu mà làm cha mẹ thì phải có bổn phận nuôi dưỡng con cái, sống với tình thương, chứ không nên mà chúng ta vì cái vị kỷ nghĩ cho bản thân rồi chúng ta không làm tròn trách nhiệm, tạo những cái nhân bất thiện để trong đời sống, trong cái kiếp sống này, tương lai chúng ta phải gánh lấy những cái hậu quả, trở thành những cái người phải sống không có gần gũi được với cha mẹ, không có gần gũi thân bằng quyến thuộc, phải cái sống sống trong cái đời sống là cơ cực, tha hương nơi
xứ lạ quê người, không bao giờ gặp lại cha mẹ của mình. Thì qua cái chánh kinh và một số những cái tích truyện ở trong kinh, thì sư cũng xin giảng giải và chia sẻ cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn thứ 62 này. Với phước báo này thì kính chúc chư Đức trưởng lão pháp thể ra nghe, và kính chúc tất cả quý vị hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật để cố gắng chúng ta tạo trữ những công đức phước báo để trong đời sống tương lai thì chúng ta có sự an ổn, không có những cái nỗi sợ hãi, và từ đó chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để hướng đến được hạnh phúc an lạc trong đời sống hiện tại và hướng đến sự giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, mô Phật. Một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Dạ, sau bài học hôm nay, quý vị có câu hỏi gì về liên hệ tới nghiệp, liên hệ tới nghiệp. Bài học hôm nay nói về cái nghiệp của những người bất thiện đó, những người xấu, những người không có biết ơn, không có kính trọng cha mẹ, những người mà không có thương yêu cha mẹ, không săn sóc cha mẹ, từ bỏ cha mẹ, thì lãnh cái quả, cái quả, lãnh cái nghiệp xấu rất là đau khổ. Thưa quý vị có đặt câu hỏi gì không về bài học hôm nay? Nãy chưa thấy Tỳ Kheo Nguyên Thông vào mà Tỳ Kheo đi đâu rồi? Thì bây giờ là 10:10 rồi, sư đọc. Nếu quý vị không có hỏi thì sư đọc cái bài kinh ví dụ tấm vải. Nói phần tóm tắt thôi để bổ túc thêm cho cái bài học không, để mình thấy rõ hơn về cái nghiệp. Bài kinh ví dụ tấm vải đó thì Đức Phật nói là cõi xấu ác, cõi xấu là cõi khổ đó, cõi địa ngục đó, súc sanh rồi đó ha. Thì cái cõi đó đó là chờ đợi một cái tâm ô nhiễm, tức là những người mà tâm ô nhiễm xấu xa đó, tham sân si đó, thì sẽ sanh về cõi cõi xấu ác. Như một tấm vải dơ đen nhuộm sẽ có màu loang lổ không có đẹp. Vì nhớ một cái tấm vải mà nó bị dơ rồi, nó bị nhiều cái màu xấu xí trên đó rồi, nó bị ô nhiễm rồi mà mình đem đi nhuộm á, thì cái tấm vải đó sẽ không có được đẹp ha, tại vì nó có những cái vết dơ sẵn này. Ngược lại cõi tốt lành, cõi thiện đó, chờ đợi những tâm thiện, những tâm mà không có ô nhiễm đó, những cõi tốt lành đó, đó là cõi người có phước. Thì thấy những người mà sanh ra cõi có phước đó, sanh vô cái xứ nhà giàu, sanh vô cái xứ mà hòa bình, rồi vật chất, được vật chất đầy đủ, được tình thương yêu đầy đủ, rồi được đi học ha, được nhiều người thương mến, rồi lớn lên có trí, có một nhân cách, có một đời sống tốt đẹp ha, cái người sống thiện lành đó, cái cõi mà tốt lành đó, thì chờ đợi những cái tâm thiện. Ví như tấm vải sạch là khi nhuộm sẽ có màu đẹp đẽ. Những người mà sống ở trong một cái gia đình đạo đức, ở một cái xứ hòa bình, được ăn học, rồi được làm,
được có cơ hội làm những điều thiện lành, thì cái người đó đó được an vui trong đời này, an vui trong đời sau. Thì những tâm cấu uế đó là gì? Ở đây Đức Phật đưa ra mười mấy cái tâm xấu nè, mình nên biết ha. Thứ nhất đó là tham nè, tâm bất thiện là tham, sân nè, phẫn nộ nè, phẫn nộ là tức tối đó ha, hận nè, hận. Rồi cái tâm mà giả dối, hư ngụy, rồi não hại. Tâm não hại là cái tâm mà lúc nào mình cũng giận, rồi mình muốn hành hạ người khác đó, mình muốn trả thù rồi đó, thì nó làm cho cái tâm mình nó đau khổ lắm. Vậy lúc nào mình cũng tìm mưu kia kế nọ để mà mình hại người khác đó, nó gọi là não hại. Rồi tâm tật đố, tật đố là ganh tị đó quý vị nha. Tham, xin lỗi, sân giận tật đố đó, tật ganh tị đó, cái tâm này nó cũng mạnh giống như là cái tâm sân á. Rồi sang tham, sang tham, rồi xạo, xạo, rồi ngon cố, những cái tâm ngon cố, rồi những cái tâm ngã mạn, kiêu căng, phóng dật, đó, đó là những tâm cấu uế. Những cái tâm này đó nó sẽ làm cho mình đau khổ, đau khổ trong đời này và đau khổ trong đời sau. Cho nên Đức Phật nói là cái người tu là phải cần diệt trừ ha, cần diệt trừ những cái tâm bất thiện này. Nếu mà diệt trừ được đó, cái tâm mà trong sạch thanh tịnh đó, tức là cái tâm mà từ bi hỷ xả đó, cái người có cái tâm từ bi hỷ xả, rồi cái người mà có cái tâm gọi là có đức tin ha, đức tin Phật, đức tin Pháp, tin Tăng, rồi có từ bi hỷ xả, rồi có bốn đạo bốn quả đó. Những người mà cái tâm thiện lành như vậy đó thì người đó giống như như một cái tấm vải sạch đó, mà được nhuộm màu, thì cái tấm vải nó sẽ trở thành đẹp. Đẹp. Ví dụ như một người mà sống gần những bậc thiện trí, ví dụ như hồi xưa trong thời Đức Phật đó, có những người mà có đức tin nơi Phật Pháp đó, họ sống gần với Đức Phật, rồi học được những điều lành, điều thiện, tức là có bố thí, giữ giới, rồi có văn, có tư, có tu đó, thì người đó trở thành người thiện lành, tốt đẹp, có đạo quả ha, có từ bi hỷ xả. Rồi bài kệ được tóm tắt như sau: như một tấm vải dơ mà đem đi nhuộm thì sẽ có màu không có đẹp. Cũng vậy, cõi dữ, cõi ác chờ đợi những cái tâm cấu uế, những cái tâm bất thiện. Còn ngược lại, như như tấm vải sạch mà đem đi nhuộm thì sẽ có màu đẹp, thuần tịnh. Thì cũng vậy, những cõi tốt lành chờ đợi những cái tâm hiền thiện. Rất là hay. Bây giờ tôi thấy 10:17 rồi. Bây giờ kính mời quý vị ngồi tĩnh tâm 10 phút nha. Tĩnh tâm 10 phút. Quý vị đưa tâm mình trở về với hiện tại. Hiện tại là mình thấy được thân tâm của mình. Đó gọi là tứ niệm xứ đó. Thân tâm, mình đưa cái tâm mình trở về với thứ nhất là cái tư thế. Nếu mình ngồi, mình biết mình đang ngồi. Nằm, biết mình đang nằm. Đi, biết mình đang đi. Đứng, biết mình đang đứng. Làm cái gì, biết đang làm cái đó. Làm một việc trong một lúc. Rồi, vì trở về với cái thân. Rồi nương tựa vào hơi thở. Hít vào, biết hít vào. Thở ra, biết thở ra. Hít vào, thấy cái bụng hay ngực phồng phồng nó chuyển động đó, đó xanh nó diệt. Hít thở thư giãn. Cái toàn thân thư giãn. Thì thấy khuôn mặt giãn. Đầu thư giãn, cổ thư giãn. Hai vai thư giãn, hai cánh tay thư giãn, lưng trên, lưng dưới thư giãn.
thấy hai đùi, hai đầu gối, hai bàn chân thư giãn. Đó, và thấy cái thân của mình chỗ nào đau bệnh thì biết đau bệnh, thấy nó thở hết thở, dạ thấy cái nghiệp nghiệp thân của mình. Nếu ý nghĩ sanh khởi, ý nghĩ hành giả ghi nhận hay biết ý nghĩ, ý nghĩ thiện biết thiện, bất thiện biết thiện. Hết thở thư giãn. Khi hành giả có chánh niệm tỉnh giác, hành giả thấy thân tâm này là vô thường, thân tâm này là khổ, thân tâm này là vô ngã. Hành giả an trú trong hơi thở, khi hành giả có chánh niệm tỉnh giác, hành giả thấy thân này là vô thường, chuyển động, nó là gió sanh nó diệt.
Dạ, cái chánh niệm tỉnh giác, dạ thấy thân này là vô ngã, tâm này là vô ngã, thọ tưởng hành thức là vô ngã. Mô Phật, kính thưa quý vị nhớ bài kinh này Đức Phật dạy ha. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Và Mô Phật, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, thỉnh Tỳ Kheo Nguyên Thông phúc chúc cho đạo nha. Hôm nay sư đi học trễ, xin lỗi sư đến với lớp học trễ, có lẽ do vì vô rùm không được. Rồi, Tỳ Kheo Nguyên Thông ạ. Cái gì thấy Tỳ Kheo giơ tay không? Vẫn chưa thấy tỳ kheo giơ tay. Thôi thì sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự đã thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sanh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bụi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành
để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Dạ, mô Phật, kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa đạo tràng, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, nguyện cầu ơn Tam Bảo và chư Thiên gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được an vui, hạnh tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ước mong gặp lại tất cả quý vị và ước mong gặp lại tất cả chư Tôn Đức Tăng và tất cả quý vị vào tối mai nha. Kính chúc quý vị một đêm an lành, một ngày an lành, lúc nào cũng an vui trong chánh pháp. Và cảm ơn chư Tôn Đức Tăng đã đến và chia sẻ Phật pháp với Phật tử. Dạ, Bồ Phật xin kính chào tạm biệt.